iPhone 11 Pro Max nói là thay pin zin Apple chính hãng xong rồi mà vẫn báo linh kiện không xác định. Anh em cùng xem lại với mình nha. Pin 100% và được xác minh là linh kiện Apple chính hãng. Đúng vậy các bạn ạ. Các bạn không có nghe lầm đâu ha. Đây chính là pin zin Apple chính hãng. Câu chuyện là tình cờ sau khi xem clip pin zin chính hãng của bên mình thì rất nhiều anh em muốn trải nghiệm và xem thử pin zin nó thật hư như thế nào. Thế là sáng nay có hai bạn trẻ ghé bên mình mang theo cây 11 Pro Max và quyết tâm thay pin zin chính hãng với yêu cầu nho nhỏ thôi. Em chỉ cần nó báo pin 100% và linh kiện chính hãng Apple là em tin anh liền. Các bạn tưởng tượng nè, mỗi cục pin sẽ có một số series và sẽ đồng bộ với một cái main trong máy thôi ha. Khi thay pin mới thì cho dù pin zin Apple hay pin bóc máy từ iPhone khác hoặc cái hãng pin thứ ba thì máy sẽ không nhận diện được series của pin mới và sẽ báo là linh kiện không xác định. Chỉ sau khi có yêu cầu chạy chẩn đoán đồng bộ series của pin mới và yêu cầu này được Apple xác minh là viên pin lắp trong máy là pin chính hãng thì mới hiện được linh kiện chính hãng nha. Nghe quá đơn giản đúng không mọi người? Nhưng mà khá là ít đơn vị có thể làm được ha. Đặc biệt là đối với các dòng máy quốc tế như máy Mỹ, máy Nhật, máy sách tay, việc thay thế pin chính hãng cũng khá là nhiều khê. Hiện tại đối với các máy quốc tế thì người dùng bắt buộc phải ghé trung tâm bảo hành của Apple. Ở thành phố Hồ Chí Minh thì chỉ có hai cơ sở thôi, ở quận 6 và Tân Bình. Nhưng vấn đề ở đây là khi các bạn mang máy tới, trung tâm sẽ chạy chẩn đoán để xác định có thay cho bạn hay không, chứ không phải là mình muốn thay là được đâu. Đáng tiếc là khá nhiều trường hợp bị từ chối thay vì nhiều lý do khác nhau, như máy xách tay không tương thích mặt sau, máy chảy cấn vô nước nhẹ hoặc đã từng thay thế linh kiện trước kia. Như máy của em trai đây nè, máy Mỹ LLA. Anh em nhìn sơ cục pin nè, cap fix pin. Máy này đã được thay pin đảo cổ fix pin, nay bị phồng rồi ha. 100% là Apple sẽ từ chối thay máy này ha. Ok, Apple không thay, chỉ để Mexico mình thay thử xem như thế nào ha. Anh chị em cùng mình xem quy trình thay pin zin chính hãng nha. Bên mình thì thay pin rất là nhiều và thay pin sẽ tốn khoảng 20-30 phút thôi. Các bạn có thể đợi lấy liền. Các tên tuổi lớn như PCN, VMAT bên Mexico mình là đại lý ủy quyền chính hãng. Tuy nhiên dòng pin zin chính hãng Apple chạy chẩn đoán này thì số lượng khá là hạn chế nhé. Nên anh em nào muốn thay thì nhớ đặt lịch trước giúp mình nha. iPhone 11 Pro Max thay pin zin xong vẫn báo linh kiện không xác định. Và bây giờ là bước quan trọng nhất, chạy chẩn đoán. Và kết quả sau khi chạy chẩn đoán, anh em cùng xem lại với mình ha. Pin 100%. Pin xác minh là linh kiện chính hãng Apple dành cho các anh em kỹ tính. Thay pin vẫn thích chính hãng Apple và đặc biệt xài 2-3 năm nữa muốn lên đời, máy chắc chắn sẽ có giá hơn ha. Vậy là xong rồi, bây giờ anh em chịu pin chưa nè. Các bạn có nhu cầu thay pin Apple chính hãng áp dụng cho tất cả các dòng máy từ iPhone XS đổ lên, liên hệ mình tại từng hồ sơ để đặt lịch trước nha. Và cảm ơn em trai đã ghé ủng hộ trải nghiệm thay pin zin Apple chính hãng tại Mexico nha. Hẹn mọi người tại clip sau nha.